Vừa dọn đồ xong, đúng 10 giờ nghỉ. Đang ngồi nghỉ đây uống cà phê. Đó, cảnh là chủ nhật thì nó hơi vắng hơn thứ bảy. Hôm nay không ai giao lưu hết, chỉ có mình chơi thôi. Tại Chúa là Chúa cho con trụ đứng suốt 2 tiếng mấy, rất là ổn. Đó, xe chạy vô rồi. Tạ Chúa, cảm ơn đã cho con sống trọn vẹn một ngày chủ nhật ở Đà Lạt. Xin Chúa tiếp sức cho con.